Của nhà em lai lai vài ve đi. Nhậu mà làm vài ve làm gì vậy? Quất cho mấy thùng hả? Anh Thịnh hồi nãy em thấy ảnh ở trong xóm em nè. Ảnh mới đi vòng hình như ảnh tìm Tư Bù hay sao á. Cái thằng đó không biết dính vô nó làm gì nữa. Có gì anh cứ alo cho em nha. Thằng đó em cũng gai mắt nó lâu lắm rồi. Nó đụng tới ai á, chứ đụng tới mấy ông anh của Hải này á, không xong với em đâu. Thằng quỷ, giờ ngồi đây em mày, làm tao qua nhà kiếm được chết luôn á. Anh, trời ơi, ngồi chơi anh. Đợi chút rồi, giờ tao hỏi anh thiệt mày á, chừng nào mà trả tiền cho tao. Chứ mày lạng lừng hoài vậy. Vậy mày sao? Em nói với anh là từ từ em trả. Em có nói là em không trả đâu. Mà làm gì anh nói hoài vậy? Còn không á, tối nay em trả cho anh luôn. Có một mẹ gì đâu. Tử Bù, mày nói chuyện đàng hoàng chút xíu nha. Dù vậy anh Thịnh cũng là đàn anh đàn chị của mày đó. Đàn anh đàn chị thì sao? Cần tiền đúng không? Tối nay tôi trả cho. Thằng mất dạy muốn tập tao đập mày một trận ha. Tử Bù, mày ngồi xuống, mày làm gì vậy? Ngồi xuống đây. Đúng. Chị Ba ơi, cho em thùng bia với là 5 con đá đi. Rồi đợi tí. Ủa anh Tạo đi đâu đây? Em đi mua thùng bia á mà. Khỏe không anh? Khỏe. Vô nhà em lai lai vài ve đi. Có mấy thằng em dưới quê nó mới về lên. Quất mấy miếng đi. Nhậu mà làm vài ve làm gì mày? Quất cho mấy thùng hả? Mấy thùng thì mấy thùng tiếp hết đi anh. Nhưng mà anh nói chơi thôi, anh đang đợi anh Thịnh. Anh Thịnh? Ủa, anh Thịnh hồi nãy em thấy ảnh ở trong xóm em nè. Ảnh mới đi vòng hình như ảnh tìm Tư Bù hay sao á. Cái thằng đó không biết dính vô nó làm gì nữa. Thằng đó là sao anh? Nó làm gì tụi anh à? À thôi đi, chuyện này tụi anh giải quyết được. Có gì anh cứ alo cho em nha. Thằng đó em cũng gai mắt nó lâu lắm rồi. Nó đụng tới ai á, chứ đụng tới mấy ông anh của Hải này á, không xong với em đâu. Thôi đi, vô nhậu đi nha. Dạ dạ. Có gì anh gọi. Dạ, cảm ơn chị Ba. À, em đi nha. Ok. Nợ đâu đây nè Ba. Tiền nè chị ơi. Chị Ba ơi, tiền. Cảm ơn chị. Anh Thịnh ơi, anh Thịnh, anh Thịnh ơi. Ơi, ai vậy? Ủa, ôi, chị. Chú. Ừ, chú tìm anh Thịnh hả? Dạ, có anh Thịnh nhà không chị? Anh Thịnh á, anh mới vừa đi giao taxi luôn, chú không thấy ảnh sao? Ủa, em không thấy, anh đi đâu vậy chị? Ờ, chắc anh đi qua nhà anh Tư Ủ á, anh lấy tiền. À mày nè chú, dạ. Có anh Mai nó ở nhà không vậy? Có, nó đang ở nhà á. À. Để chị bảo bảnh chị lấy tiền. Với lại mấy ngày nay á, lấy hàng về buôn bán ế ẩm quá. Chị tính mượn chú chút đỉnh tiền. Rồi để gom góp rồi từ sau chị trả lại cho chú. Có gì đâu, hàng xóm với nhau không à. Thì có gì để em đưa cho chị. Không có tính toán gì đâu. Con Mai này cũng kỳ thiệt nha. Nó biết em qua gặp chị thì nó đưa tiền cho em, đưa cho chị luôn đi. Không, chị á, đi bảo bảnh sẵn á, chị đem mấy sắp giải đưa cho nó luôn. Nhưng mà chị đưa giải á thì nhớ lấy tiền nha, chứ chị cho không á em không chịu đâu. Ừ, chị biết rồi, nghe vậy nha. Dạ. Để chị qua bển chị lấy giải rồi chị đưa cho nó. Dạ dạ. Alo, anh Thịnh hả? Ừ, ra quán bà Chính làm vài xị để về ngủ ngon nha. Ừ, anh nhớ, ra liền nha. Ok, ok, dạ dạ. Anh Đạo, qua ngồi chơi với em anh. Ngồi đó đi, tao có hẹn với anh Thịnh rồi. Qua ngồi chơi đi anh, lát nữa có hai đợi em ra nữa. Ngồi chơi đi, anh Thịnh ra tới bây giờ. Dạ dạ. Cho anh cái lẩu bò. Thằng quỷ, giờ ngồi đây em mày, làm tao qua nhà kiếm mừng chết luôn á.
Nịnh, trời ơi, ngồi chơi anh. Đợi chút rồi. Anh cứ ngồi đó đi. Bữa giờ em lu bu quá, định qua nhà kiếm anh trả tiền. Vậy à? Dạ. Anh, em ơi, cho anh một ly nữa với một cái chén em. Anh, một lát nữa ăn em miếng mồi, uống với em ly nha. Giờ tao hỏi thiệt mày á, chừng nào mày trả tiền cho tao? Chứ mày lại ăn lừa hoài vậy? Thì em nói với anh rồi, có 2 triệu, từ từ em trả. Cái vấn đề đó đó, nay mai em trả cho. Anh, ăn em miếng mồi đi. Mày cứ hẹn lừa hoài à. Tao coi mày như anh em, tao cho mày mượn 2 triệu, tao đâu có lấy lời đâu. Mày coi không, toàn bộ anh em giờ gặp mày á, là muốn bỏ trốn à. Chỉ mày sao? Em nói với anh là từ từ em trả. Em có nói là em không trả đâu. Mà làm gì em nói hoài vậy? Còn không á, tối nay em trả cho anh luôn. Có mẹ gì đâu. Được không? Mày nói chuyện đàng hoàng chút xíu nha. Dù gì anh Thịnh cũng là đàn anh đàn chị của mày á. Đàn anh đàn chị thì sao? Cần tiền đúng không? Tối nay tôi trả cho. Thằng mất dạy muốn gặp tao đập mày một trận ha. Tao bỏ ngồi xuống mày làm gì vậy? Ngồi xuống đây. Ngồi xuống cho làm mày. Mày làm cái nói gì vậy? Lão gì tao không mày? À, lão tao không mày? Mày làm gì vậy? Làm sao nữa? Nó lao đây rồi. Thôi đây rồi. Ngồi ghê tao đi. Mình ghê vậy đó. Mày biết cái tên đó rồi mà. Làm chi cho mệt. Cái thằng này nó sống không có ai ra gì hết. Để em xử nó. Thôi đi. Lấy rượu ra đi. Uống tạm mấy miếng đi. Rồi đi về mày đi làm nữa. Bực mình ghê luôn á. Thiệt là không chịu nổi mà. Nóng chi nữa. Hỏi đi. Ê! Ê! Tử Bông! Mày định làm gì Tử Bông? Sẵn tao hả? Tao làm cho mày chết! Làm gì? Chờ tao! Tử Bông! Mẹ mày! Tử Bông! Mẹ! Tử Bông! Dám! Sẵn tao hả? Mày chết! À! Trời! À! Sao không? À! Mày sao rồi? Em đau quá anh ơi! Bị cáo Nguyễn Văn Chương, giữa bị cáo và bị hại có mâu thuẫn gì từ trước đó hay không? Không, thưa đồng xét xử. Vậy tại sao bị cáo lại cầm dao đâm chết bị hại? Thưa đồng xét xử, vì lúc đó bị cáo có uống vài ly và đang rất nóng tính. Với một phần, anh Tạo chửi mắng và nện một thanh sắt vào người bị cáo, làm bị cáo tức điên lên và tìm dao đâm chết anh ấy. Tuy nhát dao của bị cáo chỉ đâm trúng đùi của bị hại, nhưng làm bị hại mất máu mà chết. Hành vi này của bị cáo được coi là hành vi giết người, mang tính chất côn đồ nguy hiểm. Mời vị đại diện viện kiểm sát. Thưa hội đồng xét xử, viện kiểm sát xét thấy hành vi của bị cáo Nguyễn Văn Chương mang tính chất côn đồ và nguy hiểm, nhưng xét thấy bị hại Trần Minh Tạo cũng có một phần lỗi, viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên bị cáo mức án 18 năm tù về tội giết người. Mời vị đại diện viện kiểm sát ngồi xuống. Mời đại diện hợp pháp của bị hại Trần Minh Tạo, chị Lê Thị Mai đứng lên trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử. Chị có ý kiến gì về bản cáo trạng và luận tội của viện kiểm sát dành cho bị cáo Nguyễn Văn Chương hay không? Dạ, thưa hội đồng xét xử, sự việc xảy ra như vậy á, thì cũng một phần lỗi là do chồng tôi. Chỉ vì bức xúc thay cho anh Thịnh nên mới ẩu đả với bị cáo, nên tôi cũng không có ý kiến gì về bản cáo trạng của viện kiểm sát ạ. Mời chị ngồi xuống. Mời người nhà của bị cáo Nguyễn Văn Chương, chị Lý Thị Thu đứng lên trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử. Chị có ý kiến gì về bản cáo trạng và luận tội của viện kiểm sát dành cho bị cáo Nguyễn Văn Chương hay không? Thưa hội đồng xét xử, chồng tôi vốn là dân lao động nên nóng lên là nói chuyện tay chân chứ không có ý giết người. Anh đâm vào đùi trái của anh Tạo, do đưa đi cấp cứu không kịp cho nên là mất máu mà chết. Mong hội đồng xét xử hãy xem xét lại bản án của bị cáo. Mời chị ngồi xuống. Bị cáo Nguyễn Văn Chương, bị cáo được phép nói lời sau cùng trước khi hội đồng xét xử vào nghị án.
Kính thưa hội đồng xét xử, bị cáo biết lỗi của mình, mong hội đồng xét xử xem xét và giảm án cho bị cáo. Bây giờ hội đồng xét xử vào nghị án, giao bị cáo lại cho lực lượng công an quản lý. Mời mọi người đứng lên nghe tài tuyên án. Sau khi nghị án, hội đồng xét xử xét thấy hành vi của bị cáo Nguyễn Văn Chương là hết sức côn đồ, coi thường tính mạng của người khác, gây mất trật tự trị an, làm hoang mang trong cộng đồng dân cư. Nhưng xét thấy bị hại Trần Minh Tạo cũng có một phần lỗi, áp dụng điều 93 Bộ luật hình sự, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo 18 năm tù về tội giết người. Thay mặt hội đồng xét xử, tôi tuyên bố kết thúc phiên tòa. Nóng nảy, ngông cuồng, hiếu thắng là nguyên nhân dẫn đến bi kịch trong những cuộc cãi vã, mâu thuẫn. Cả Tạo và Chương đều tự chuốc họa vào thân bởi một chuyện không đáng có. Để rồi người chết, kẻ vào tù. Bài học đắt giá cho mọi chúng ta trong cuộc sống. Nên biết cách giữ mình, biết xử lý những mâu thuẫn một cách bình tĩnh, chừng mực để không gây ra những lỗi lầm đáng tiếc. Phía sau tiếng nấc thương đau là ban an tháng năm dài tăm tối. Má! Trời ơi! Con ơi! Má! Có khỏe không má? Con khỏe con ơi! Sao con xanh xao quá vậy? Má! Con gái con đâu má? Nó đợi con lâu quá, nó vô nó ngủ rồi. Để con thăm con gái. Đi được không? Má nhớ con nhiều lắm. Đi con, để cho cháu nó ngủ. Có gì á thì sáng mai hãy nói. Con ăn cái gì chưa chưa? Hay là để má ra má nấu cho con tô mì, con ăn đỡ nghe. Dạ. Thank you.
Thôi, mới để anh Tiến con dẹp cho. Má, con bất hiếu với má quá. Từng tuổi này rồi mà con chưa làm gì để cho má hết, chỉ làm việc phước cho má thôi, hết lần này tới lần khác. Con xin lỗi má. Thôi, giờ chuyện đã qua rồi, quan trọng á là lần này con về, con tìm mấy cái công việc gì á, làm ăn cho nó đàng hoàng. Con đừng có đi vô con đường bán ma tí nữa. Con phải ráng làm sao á, phải nuôi cho con Hằng nó khôn lớn. Nó đã không có cha, là tội nghiệp nó lắm rồi đó con. Dạ, con biết rồi má. Má, từ bữa giờ má có đi thăm nuôi chồng con không má? Cách đây 2 tháng má với lại con Hằng với bà nội con Hằng có đi thăm. Nó lên nó thấy con của nó khóc như mưa. Nó nghe cũng tội nghiệp nó. Má nghe người ta nói là nó cải tạo rất là tốt, nó cũng mong được ân xá mà thoát án chung thân. Mà nghĩ đôi lúc cũng thấy thương nó mà cũng thấy giận. Công việc biết bao nhiêu là công chuyện chân chính mà hai đứa không chịu đi làm, lại đi bán ma tí. Làm giàu đâu không thấy, mà thấy tan nhà nát cửa. Khổ thân mình mà lại khổ thân con cái nữa. Dạ, con biết rồi má. Con tính á, vài bữa nữa dẫn bé Hằng á đi lên thăm ba nó cho anh đỡ nhớ. Má thấy cũng đúng rồi đó. Dù sao á là cũng gần 5 năm rồi, thôi con vô thăm nó đi, rồi về thăm họ hàng lối sớm, rồi đi tìm cái công việc gì làm ăn cho nó đàng hoàng. Nếu như tìm không được việc á thì con về trồng rau, trồng lúa với má. Nghe không? Dạ, con biết rồi má. Ngày mai con sẽ ra vườn rau phụ má. Con mệt thì thôi con nghỉ một chút đi, rồi để đó lát nữa má qua má xới cho. Nhưng nó vốn sức khỏe không có tốt, lại không có quen mấy cái nghề vất vả, nên nó lại quyết định đi xin việc khác. Tôi thấy cũng tội, cũng không có muốn con nó khổ như mình, nên tôi cũng không có cản gì. Má ơi, công việc gì nặng nhọc quá, cực nữa, tiền thì không có bao nhiêu hết trơn á. Chắc mai á con đi tìm xin việc khác con làm quá má. Thì con á có đi kiếm mấy công việc má không có cản, nhưng mà điều có cái á là phải việc gì em phải cho đàng hoàng nha em con. Con biết rồi.
Dạ, em chào chị. Chị, cho em hỏi bên quán mình là còn tuyển nhân viên không à? Còn em. Dạ. Em qua bàn bên kia ngồi đợi nha. Dạ, rồi. Cảm ơn chị. Chị. Ừ? Cái bà đó, bà ấy mới ở tù về đó. Cái gì mới ở tù hả? Ừ. Em ơi. Chị mới xem lại là bên chị có đang tuyển nhân viên, nhưng mà chị đang cần tuyển trẻ trẻ hoặc là sinh viên càng tốt. Chị thấy em hơi lớn á, nên em thông cảm nha, để dịp khác nha. Dạ, em hiểu rồi, xin phép chị. Ngoại con biết chữ đẹp không ngoại? Dạ, ôi sao ôi lúc rảnh nhắc chữ đẹp dữ vậy ta? Thôi mà cho con tiền đóng học phí được không ngoại? Vậy hả? Ở trong lớp chỉ có mình con là chưa đóng thôi. Thôi con ráng đi, để bà ngoại bán rau, rồi ít bữa nữa bà ngoại vô lớp bà ngoại đóng tiền cho con, nghe không? Dạ. Mà lúc rảnh á con làm toán có được không? Dạ được. Con được điểm 10 nè ngoại. Ôi trời ơi, vậy sao? Trời ơi, cháu bà lúc này giỏi quá đi. Kệ ráng đi con, ha, ráng học giỏi nha. Ngoan rồi bà Thương, bà sẽ thưởng cho. Dạ. Quyên, về nào vậy, sao không báo cho anh biết? Hả? Anh Thái, dạ. Em cũng được về mấy ngày rồi anh. Rồi, khỏe không? Cũng không khỏe gì mấy anh à. Mấy ngày nay á, em cũng đi tìm việc là để làm thêm mà không ai nhận hết á. Rồi, tìm việc hả? Dạ. Bên anh công việc là không có thiếu, quan trọng là em có dám làm hay không nè. Làm, anh Thái cho em làm nha. Em hứa chắc là làm đúng không? Dạ, đồng ý làm. Vậy ok nha. Nhưng tôi đâu có ngờ cái nghề nó chọn lại là con đường cũ, lại đi bán ma tí nữa. Bị cáo Lương Thanh Quyền, tại sao bị cáo đã từng có tiền án về tội buôn bán trái phép chất ma túy, vậy mà sau khi cải tạo ra tù, bị cáo lại tiếp tục con đường cũ? Thưa hội đồng xét xử, sau khi bị cáo ra tù, muốn được hoàn lương, nhưng vì nhà hoàn cảnh bị cáo khó khăn, chồng thì bị bắt, gia đình bên chồng lại nghèo, chỉ có một thân má bị cáo, nuôi con của bị cáo. Bị cáo muốn đi xin việc làm đàng hoàng, nhưng ai cũng kỳ thị bị cáo. Bị cáo có đi xin nhiều nơi, nhưng không ai nhận. Lúc đó bị cáo gặp Thái, bị cáo nghĩ mình đánh liều một chuyến để có số tiền lớn lo cho gia đình. Nhưng không ngờ, muốn kiếm tiền thì phải làm ăn chân chính, chứ sao lại thấy số tiền lớn mà bất chấp pháp luật mà phạm pháp. Không những bị cáo đã từng có tiền án, mà chồng của bị cáo cũng đã từng quy án chung thân về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Bị cáo không ý thức được điều đó sao? Thưa đọc xét xử, bị cáo rất hối hận. Nhưng như lúc đó bị cáo nghe lời má thì sẽ không gây nông nổi như ngày hôm nay. Mời chị đại diện viện kiểm sát. Kính thưa hội đồng xét xử, sau khi xem xét toàn bộ diễn biến vụ án và phiên tòa diễn ra công khai hôm nay, viện kiểm sát xét thấy hành vi của bị cáo Lương Thanh Quyền là mua bán trái phép chất ma túy. Đây là hành vi vô cùng nguy hiểm, gây ảnh hưởng lớn đến trật tự, an toàn xã hội. Bị cáo đã từng bị kết án cùng với tội danh trên. Nhưng khi mãn hạn tù, thay vì làm ăn chân chính, tìm cách hoàn lương để hòa nhập xã hội, thì bị cáo lại tiếp tục dấn thân vào con đường tội lỗi. Điều này thể hiện sự không biết ăn năn hối cải, coi thường pháp luật nên cần phải xử lý nghiêm. Căn cứ vào điều 251 Bộ luật hình sự, viện kiểm sát đề nghị mức phạt tử hình
đối với bị cáo Lương Thanh Quyền về tội mua bán trái phép chất ma túy. Mời vị đại diện viện kiểm sát ngồi xuống. Mời bà Lý Thị Yên là đại diện của bị cáo đứng lên trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử. Con của bà đã từng một lần sa chân vào ma túy, vậy mà sau khi cải tạo ra, bà không khuyên ngăn để giúp con hoàn lương, mà để con mình tiếp tục tái phạm như vậy. Dạ thưa hội đồng xét xử, tôi có khuyên con tôi chứ, tôi là má của nó mà, là người muốn cho nó hoàn lương hơn ai hết đó. Tôi khuyên con ơi, nếu như con xin việc làm không được á, thì đi về trồng lúa, trồng rau với má. Bà cháu má con có gì ăn nấy, mà nó có chịu nghe tôi đâu. Nó muốn kiếm thiệt là nhiều tiền để lo cho con nó ăn học đàng hoàng, để báo hiếu cho tôi. Bà có ý kiến gì về bản cáo trạng và luận tội của viện kiểm sát dành cho bị cáo hay không? Dạ thưa hội đồng xét xử, xin giảm án cho con tôi, vì gia đình của tôi rất là đáng thương. Cháu ngoại của tôi á, ba của nó án chung thân cũng vì bán ma túy, rồi giờ tới má của nó lại án tử hình. Nhìn cháu của tôi rất là đáng thương, xin hội đồng xét xử xem xét lại. Mời bà ngồi xuống. Bị cáo Lương Thanh Quyền, bị cáo được phép nói lời sau cùng trước khi hội đồng xét xử vào nghị án. Thưa hội đồng xét xử, bị cáo biết lỗi của bị cáo rồi, mong hội đồng xét xử cho bị cáo một con đường sống để bị cáo về chăm sóc mẹ già như con thơ. Bây giờ hội đồng xét xử vào nghị án, giao bị cáo lại cho lực lượng công an quản lý. Sau khi xem xét toàn bộ diễn biến vụ án và phiên tòa được xét xử công khai ngày hôm nay, hội đồng xét xử xét thấy hành vi của bị cáo Lương Thanh Quyền là mua bán trái phép chất ma túy. Bị cáo đã từng phạm tội một lần, nhưng sau khi ra tù không tìm cách hoàn lương, tìm công việc chân chính mà lại tiếp tục phạm pháp. Đây là hành vi coi thường pháp luật, cần được xử lý nghiêm khắc. Nhưng xét thấy bị cáo có trình độ học vấn thấp, sau khi bị bắt đã ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo. Với tính chất khoan hồng nhân văn của pháp luật, áp dụng điều 251 Bộ luật hình sự, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lương Thanh Quyền chung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy. Thay mặt hội đồng xét xử, tôi tuyên bố kết thúc phiên tòa. Má, ở nhà chăm sóc bé Hằng giùm con nha má. Con ơi. Cô ơi, cô bình tĩnh lại nha cô. Chị giữ gìn sức khỏe của cho cháu ngoại chị nha. Dù thế giới là những ân hận muôn màu. Nhìn người mẹ đã lớn tuổi lần thứ hai đến phiên tòa xét xử con gái khiến tôi không khỏi chạnh lòng. Tôi chợt nghĩ, nếu như bị cáo Huyền biết hoàn lương, không dẫm lên bánh xe đổ của chính mình, thì đâu có những bi kịch lại tiếp tục ngồi tù với bản án chung thân đằng đẵng, thì đứa con thơ dại đâu mang tiếng có ba có mẹ mà như trẻ mồ côi. Thì mẹ của cô đâu phải khó nhọc nuôi cháu vì... Mấy đứa đã hết rồi. Trời ơi, thế nào để cái chổi đây đây? Tụi bay định giết tao hả? Đồ thứ bất hiếu. Mấy đứa đâu rồi? Trời ơi, trời ơi ba, mới sáng sớm ba nhậu rồi. Ba nhậu hoài nhiễm quyết mệt hả? Cái thằng mất dạy. Tao là ba mày hay là mày ba tao? Mày ra mày dạy tao hả? Ba coi á, ba có xứng đáng làm ba không?
hàng xóm người ta mang vốn má, ba có biết không? Cái thằng mặt dài, mày có cần tôi đánh nó không hả? Ba làm gì vậy? Ba, con xin ba, anh sai rồi ba đừng có giận nữa nha ba. Tao đánh rồi mày. Ba, con xin ba mà ba ơi. Trời, em sao không? Trời ơi, cái gì vậy? Thôi, con ơi, con biết cái tánh ba con như vậy rồi, mà sao con nói nữa? Tôi xin, thôi con sai để tôi dạy lại. Thôi mà, tôi năn nỉ ông đi vô đi. Tao giấy tao không muốn thấy cái mặt của em trong nhà này nữa nha. Mày cút hết ra khỏi nhà tao, nghe chưa? Rồi, ông vô đi, ông bà vô. Bà đi! Đi qua không? Má coi á, mấy chục năm nay á, ba cứ vậy á, sao má không bỏ phước ông đi cho rồi? Làm sao mà má bỏ ổng được con? Ổng có tuổi rồi. Bây giờ á, má cứ ly dị với ổng đi. Má nghĩ đi, em Trang học ở trên Sài Gòn á, có gì á, vợ chồng con với má ra ngoài thuê nhà riêng ở. Còn ba nói cái nhà này của ba á, cho ba ở đi. Con phải hiểu cho má. Má muốn thoát khỏi cái cảnh sống như vậy rồi con. Nhưng mà sao? Còn gia đình, còn họ hàng ở đây. Má mà ly dị má ra ngoài rồi người ta cười vô mặt gia đình mình, con biết không? Để từ từ. Từ từ rồi má nói với ổng. Từ từ gì nữa má? Má còn nhớ không? Cái ngày mà con lấy vợ á, ba đã hứa sẽ bỏ nhậu, tu chí làm ăn. Mà giờ ba vẫn vậy đó. Mà thôi, bây giờ má không ly dị cũng được nữa. Má cứ dọn ra, ở với vợ chồng của con. Má nói còn nghe, vợ chồng với nhau sống không có tình thì không còn có nghĩa với con. Với lại đó, bà đó đó, bà thương má dữ lắm. Có bây giờ là ông uống ba cái rượu chè gì vô đó là đầu óc ông không có tỉnh táo, con biết không? Má thì má muốn là sao để đám cưới Út Trang á có đầy đủ cha mẹ cho nó vui, con biết không? Thôi, nghe lời má, nhịn ông đi con. Nhớ con. Má nhịn á, chứ con nhịn hết nổi rồi đó. Con. Má con thì sao? Nghỉ học vậy nó có ảnh hưởng bài vở không con? Trời ơi, má đừng có lo cho con. Ngày mai con mượn tập của bạn chép là được rồi. Nói vậy má. Với lại á, đám giỗ cố năm có một lần à. Cho 50 uống rượu rồi. Trời ơi, tiền ở đâu mà có không? Hôm qua tôi đi bán rau xong rồi về, giờ lấy tiền lo đám giỗ ông cố nè. Dìm này đám giỗ của ông cố, ba đừng có nhậu nữa. Tao không có tiền uống rượu, không đám giỗ gì hết á. Sao có tiền không? Ông làm cái gì vậy mà? Ông ơi. Nè. Đưa tiền lên. Con có tiền nè, ba mua má ra đi. Ba mà làm vậy hoài, con với má làm sao mà ở với ba được? Ở không được thì biến. Thôi có tiền rồi ông đi giùm tôi đi. Ấy được sớm rồi có chuyện gì đâu. Đâu ơi. Má. Má. Má có sao má? Mẹ. Con nói má rồi. Má không chịu dọn cho anh chị hai ra ngoài ở đi. Cứ ở nhà. Ba tối ngày kiếm chuyện với má không à. Thì hở chút mà đi ra ngoài á. Thì còn gì đó gia đình hết con. Má. Má không sao đâu. Phụ má đi con. Phụ vô làm đám giỗ rồi đi. Ông nội chờ à. Đi đi con. Mày gọi thử cho thằng Tuấn coi nó giờ này đang ở đâu. Giờ này chưa về nữa. Dạ con có gọi điện ổng rồi mà ổng không có bắt máy. Thôi kệ đó, mọi người ăn đi. Con mời ông, mời má, mời anh chị. Dạ rồi, con mời ba. Ba ăn ba. Rồi
Cảm ơn con. Thằng này có chết đâu á mà tụi bay dám ăn trước hả? Thằng kia, thằng nói cẩn thận nha, ba mày còn ngồi đây nè. Ông có coi tôi là con của ông không hả? Hay là ông hù hồi với tụi này muốn đuổi tôi ra khỏi nhà? Trời ơi, ba đừng có giận ông. Ông ơi, tôi xin ông mà. Trời ơi, ông xỉn rồi, ông đi về đi, ông đừng có quậy nữa. Bà mẹ con này hả? Mày có tin là tao đánh mày chết không? Trời ơi, ba. Ba có để cho má yên không? Ba muốn nhậu thì ba đi nhậu nữa đi. Có ai cấm ba đâu. Cái thằng mất dạy. Bây giờ mày muốn sao? Mày tin là tao đắp mày luôn hả? Hả mày? Thôi mà. Hả mày? Mày, đồ thứ. Tôi nói mấy người hùa nhau nha. Có tin được giết hết mấy người không? Mày thôi đi. Bữa nay đám giỗ mà mày còn quậy nữa hả? Mày có coi cái nhà này ra thể thống gì không? Thôi ông ơi, tôi lại ông. Có về tôi dạy con lại. Ông nghe lời tôi, ông đi về đi. Thôi, hai đứa đi về đi con. Thôi, má xin hai đứa đi về đi. Ông thấy ông nổi điên lên bây giờ. Thì không nghe, thôi tôi vô nhà nghỉ. Mất dạy thôi. Thôi mà, thôi tôi xin ông. Rồi đi vô. Thôi. Nhà đi ba. Xỉn rồi, vô nghỉ đi ông. Đi. Anh đừng giận nữa. Tính ba xưa giờ vậy á, anh còn lạ gì nữa. Thôi nha, đừng giận nữa. Anh giận á là giận má. Anh đã nói má biết bao nhiêu lần rồi là bỏ ông đi mà má không chịu bỏ. Hay là em tính vậy nè, em với anh á qua nhà ba má em ở vài hôm được không? Chứ mình cứ ở như vậy á đâu có được đâu nha. Ừ, cũng được. Vậy em vô soạn đồ nha. À, mày, thằng này có chết đâu á mà tụi bay dám ăn trước hả? Mày có tin là tao đánh mày chết không hả? Hai mày trời ơi má, mày tin là tao đập mày luôn hả? Hả mày? Ba, hả mày có tin được giết hết mấy người không? Anh, mình đi thôi. Ê, mày đến đi đâu vậy? Tao chưa tính chuyện mày sao mày đi đâu đây? Mày đứng lại coi. Tao nói mày sao mày không trả lời vậy? Đồ thằng mất dạy. Ông còn muốn gì nữa? Ông đã đuổi thì vợ chồng tôi đi. Bây giờ còn nói gì nữa? Hôm nay tao dạy một lần. Biết cái tao. Mày thằng này. Mày không nhà. Mày không nhà rồi mày. Mày bên đó mày. Mày bên đó. Mày bên đó. Ông làm gì vậy? Ông dừng lại không? Mày bên ra. Mày thằng mày. Mày thằng mày. Mày thằng mày. Mày hả mày? Mày hả mày? Mày hả? Mày hả mày? Mày hả mày? Mày hả mày? Mày hả? Mày hả? Mày Bị cáo Phạm Duy Khánh, bị cáo hãy cho hội đồng xét xử biết mối quan hệ của bị cáo và bị hại Phạm Duy Tấn. Dạ thưa hội đồng xét xử, bị hại là ba ruột của bị cáo. Tại sao bị cáo lại có hành vi dùng dao đâm chết bị hại, đồng thời cũng là cha ruột của mình? Dạ thưa hội đồng xét xử, thực sự bị cáo không có ý định là gây hại ba ruột của mình. Lúc đó ba của bị cáo liên tục chửi bới rồi lăng mạ tấn công hai vợ chồng của bị cáo, nên bị cáo đã không làm chủ được bản thân của mình. Tại sao bị hại lại có hành vi lăng mạ rồi tấn công vợ chồng bị cáo? Dạ thưa hội đồng xét xử, ba của bị cáo là người nghiện rượu từ lâu. Mỗi lần ba say xỉn đều về chửi bới rồi đánh đập gia đình của bị cáo.
Mặc dù có nhiều lần khuyên ngăn, nhưng ba vẫn chứng nào tật nấy. Ngày hôm đó, gia đình bị cáo có qua nhà ông nội ăn đám giỗ. Đợi mãi ba bị cáo không có tới, thì mọi người mới ăn cơm trước. Một lúc sau, ba bị cáo đến thì liên tục chửi bới, rồi đuổi đánh gia đình của bị cáo. Lúc đó, bị cáo cùng vợ đã bỏ về trước, tính là dọn đồ qua nhà má vợ ở. Nhưng không ngờ khi đi ra sân lại xảy ra xô xát như ba của bị cáo. Mời vị đại diện viện kiểm sát. Thưa hội đồng xét xử, sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án và phiên tòa diễn ra công khai ngày hôm nay, viện kiểm sát xét thấy hành vi của bị cáo Phạm Duy Khánh đối với bị hại Phạm Duy Tuấn là giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh. Bị cáo đã dùng dao nhọn đâm bị hại gây tử vong. Tuy nhiên, phía bị hại cũng có lỗi lớn khi liên tục chửi bới, lăng mạ và tấn công bị cáo. Đây chính là nguyên nhân chính dẫn đến vụ việc đáng tiếc. Sau khi bị bắt, bị cáo đã ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác, phục vụ quá trình điều tra. Căn cứ vào điều 123 Bộ Luật Hình Sự, căn cứ vào những tình tiết tăng nặng giảm nhẹ hình phạt, viện kiểm sát đề nghị mức án 5 năm tù đối với bị cáo Phạm Duy Khánh về tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh. Mời vị đại diện viện kiểm sát ngồi xuống. Mời chị Đặng Ngọc Quyền là nhân chứng, vừa là vợ của bị cáo, đứng lên trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử. Bị cáo nói rằng bị hại thường xuyên say xỉn và về nhà quậy phá, đập mọi người trong nhà. Có đúng như vậy không? Dạ đúng, thưa hội đồng xét xử. Từ ngày về làm vợ của anh Khánh, ba chồng tôi thường xuyên say xỉn. Thậm chí chính tôi cũng hứng chịu những cảnh đòn roi của ba chồng. Mời chị ngồi xuống. Mời ông Phạm Duy Tư, đại diện cho người nhà bị hại, đứng lên trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử. Ông có đồng ý với bản cáo trạng và luận tội của vị đại diện viện kiểm sát không? Tuấn là một người không ai hiểu bằng tôi. Trước kia Tuấn rất hiền lành, chịu khó làm ăn. Nhưng từ khi mà dính vào rượu, lúc nào cũng say xỉn, tính tình là thay đổi, không làm được chuyện gì hết. Lúc nào cũng say xỉn và quậy phá xóm làng. Những lúc cháu tôi chứng kiến Tuấn đánh đập mẹ nó và hàng xóm, quá ức chế, tôi bị mất một đứa con. Kính mong hội đồng xét xử xét và giảm án cho cháu tôi sớm được trở về gia đình. Mời ông ngồi xuống. Mời bà Nguyễn Thị Trinh là đại diện người nhà bị hại, đứng lên trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử. Bà có đồng ý với bản cáo trạng và luận tội của đại diện viện kiểm sát không? Kính thưa hội đồng xét xử, chuyện này xảy ra là điều tôi không bao giờ mong muốn. Tuy là ông Tuấn nhiều lần ngược đãi tôi lắm, nhưng lúc nào tôi cũng cố gắng để mà nhịn nhục, là để giữ cái hòa khí cho gia đình. Tôi cũng thường khuyên nhủ ông, tôi hy vọng rằng sẽ có một ngày nào đó ông ngộ ra và thay đổi. Nhưng mà tôi không ngờ là chuyện nó đã xảy ra như thế này. Con trai tôi nó còn rất trẻ. Kính xin hội đồng xét xử thương tình mà giảm án nhẹ cho con tôi. Mời bà ngồi xuống. Bị cáo Phạm Duy Khánh được phép nói lời sau cùng trước khi hội đồng xét xử dần nghị án. Dạ thưa hội đồng xét xử, bị cáo đã biết lỗi của mình. Thật sự bị cáo cũng không ngờ mình có thể giết chết ba ruột của mình như vậy. Kính mong hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ án để sớm trở về chăm sóc cho gia đình. Hội đồng xét xử sẽ vào nghị án, giao bị cáo lại cho lực lượng công an quản lý. Mời mọi người đứng lên nghe tòa tuyên án.
Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án được thẩm tra công khai tại phiên tòa hôm nay, hội đồng xét xử xét thấy hành vi của bị cáo Phạm Duy Khánh đối với bị hại Phạm Duy Tuấn là giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh. Tuy nhiên, xét thấy bị hại cũng có lỗi khi làm nhiều việc gây kích động tinh thần bị cáo. Sau khi bị bắt, bị cáo đã ăn năn hối cải, hợp tác với cơ quan điều tra, chưa từng có tiền án tiền sự. Căn cứ vào các tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ, căn cứ vào điều 123 Bộ luật hình sự, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Phạm Duy Khánh mức án 5 năm tù giam về tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh. Thay mặt hội đồng xét xử, tôi tuyên bố kết thúc phiên tòa. Em ở lại chăm sóc má với nội giúp anh nha. Những giọt nước mắt của bị cáo Khánh đã rơi, nhưng đó là những giọt nước mắt muộn màng khi mọi thứ giờ đây đã quá trễ. Bị cáo Khánh từ nhỏ đã là một người con hiếu thảo, nhưng giờ đây, với tội ác vừa gây ra, bị cáo sẽ phải vào tù. Áp lực tài chính sẽ tiếp tục đè nặng lên vai của vợ và mẹ. Rồi sau này, khi ra tù, liệu bị cáo có thể tìm được một công việc tử tế khi mà quá khứ tội lỗi luôn đeo bám? Đến lúc này, tôi lại càng cảm nhận được rõ hơn những tác hại khôn lường của rượu. Chỉ vì người cha tìm đến rượu và say xỉn tối ngày đã đẩy một người con trai hiếu thảo với tương lai sáng lạng vào tù. Đây cũng là một bài học lớn về cách hòa giải các mâu thuẫn trong gia đình. Chúng ta cần có những cách hành xử tinh tế hơn để tránh những hậu quả đáng tiếc như trong câu chuyện ngày hôm nay. Ông. Ủa, bà nay về sớm vậy? Dạ, em chào anh. Đây là cô Vi, cô là phóng viên. Mời cô ngồi. Ngồi đây đi, tại trong nhà cũng nóng lắm, ngồi cho mát nha. Dạ, không sao đâu anh. Bà uống nước đi. Mời cô. Dạ, em cảm ơn. Ông nói đi. Chuyện cũng đã xảy ra lâu lắm rồi. Nhưng mà nếu em muốn biết á, thì anh chị cũng sẵn sàng chia sẻ. Một phần á, là để cảnh tỉnh mọi người đừng có giống như anh chị. Anh chị là dân tỉnh lẻ, không có biết gì thật thà cho nên mới bị như vậy á. Chuyện xảy ra cũng cách đây 5 năm rồi. Lúc đó anh chị ở dưới quê gom góp được một ít tiền dành dụm, lên đây thuê một miếng đất để mở cái quán cà phê nhỏ. Anh thì xin vô được làm ở trong công ty vận tải á, thì công việc mọi thứ cũng suôn sẻ, ai cũng mừng hết á. Quán cà phê mở được mới có một tháng thôi, nhưng mà cũng có khách gia khách vào rồi, nên cũng ổn. Chị ơi, cho em 3 ly cà phê mang đi nha. Rồi rồi, đợi xíu nha. Tính tiền giùm em chị ơi. À, đợi chị xíu nha cưng. Mau mau chị ơi. Đợi chị xíu. Anh ra tính tiền mấy bạn đó giùm em với. Đã tiền cho em ạ. À, của em là 15 ngàn. Dạ, giọng bạn em đi. Ra hỏi khách đi, uống cái gì mà em với? Hai em uống gì vậy? Nước cà đá với lại trà nước ngọt mới kêu mà. Dạ dạ. Một cà phê đá, một nước ngọt em. Rồi, em xin có liền.
làm giùm em ly đá đi. Được rồi, một cái thôi. Cho anh cái ống hút. Rồi. Ăn đi. Anh thấy vậy chắc là em phải thuê người phụ em bán đi, chứ vài bữa nữa anh chạy xe đường dài, anh không có phụ em được, mà một mình em làm không xuể đâu. Thôi, một mình em lo được mà. Chứ mình còn gửi tiền về quê cho má lo cho bé Thảo nữa, rồi trả tiền thuê đất, rồi trả nợ nữa. Bây giờ mà mướn thêm người thì phải trả công. Em xót lắm. Em toàn tiếc mấy cái không đáng không à. Bây giờ em gom hết việc vô người, đến lúc đổ bệnh, tiền thuốc nhiều hơn tiền thuê người ta làm đó. Ừ, vậy thôi, để mai em treo cái bảng tuyển người. Mà anh à, em tính là hết tháng này mình về thăm con nha. Chứ em nhớ con lắm rồi đó. Anh cũng nhớ nó nữa. Nhưng mà sắp tới công việc anh nó bận quá. Để ổn ổn rồi anh nói hai bà cháu lên. Dạ. Thôi ăn đi em. Dạ em chào chị. À chào em. Chị ơi cho em hỏi là chỗ chị còn nhận người không chị? Còn em. Dạ. Nè. Chị ơi. Gì nói đi em. Tí nữa bạn em qua rước em á, chị cho em xin đi tí thôi nha. Bàn ghế em cũng đã dọn dẹp sạch sẽ rồi. Ủa em không ăn cơm hả? Chị mua rồi, tính chút hai chị em mình ăn nè. Dạ tí em đi với bạn rồi em ăn luôn. Rồi thôi em cứ đi đi. Mà sao mấy bữa nay trưa nào chị cũng thấy em đi hết vậy? Bộ có chuyện gì hả? À đâu có chuyện gì đâu chị. À mà chị nè. Ừ. Em định hỏi chị. Có gì thì em cứ nói đi, sao cứ úp mở hoài vậy? Tại vì em tí nữa em đi gặp nhỏ bạn em ở dưới quê á. Em định gửi tiền về cho má để mua thuốc. Mà em mới làm có nửa tháng à. Nên em định... Em muốn ứng lương đúng không? À thôi, để chị sẽ cho em ứng đủ với cái số công mà em đã làm. Chứ hoàn cảnh của em chị cũng hiểu mà. Chỗ chị em không có gì đâu mà ngại. Dạ, em cảm ơn chị nha. Em gặm rỡ đi. Tiền em ơi. Ra tính tiền kìa. Dạ. Nghe nó tâm sự từ ở dưới quê lên thành phố kiếm sống. Một mình á, lại nuôi con nhỏ với lại mẹ già bệnh ung thư. Nó cũng không có được đẹp, nhưng mà thấy nó hiền, cho nên chị mới nhận. Hai chị em á, mới làm với nhau được có nửa tháng thôi. Nhưng mà nhiều lần á, chị thấy là nó có gọi điện thoại mượn tiền để gửi về lo cho má. Cho nên chị thấy vậy chị mới cho nó ứng tiền.
Nhưng mà có một cái điều lạ là trưa nào cũng có người tới chở nó đi hết. Nhưng mà tại vì thấy đó là chuyện riêng, với lại buổi trưa cũng vắng khách, cho nên chị cũng để cho nó thoải mái, không có hỏi. Nhưng mà đâu có ngờ là... Dạ, chào chị. Em muốn đi, để chị làm. Dạ, Ly hôm nay không có đi làm hả chị? Có, nhưng mà nó mới vừa đi gặp bạn rồi, có gì không em? À dạ, em gọi cho Ly hoài à, mà Ly không nghe máy. Em nhờ chị gọi giùm em cuộc điện thoại cho Ly được không? À, để chị gọi. Dạ, em cảm ơn. À, Ly hả? Có cái em nào nè? Dạ, tên Khánh. À, em tên Khánh à, Kiếm nè. Nè nè em nói chị. Alo, anh nghe Ly. Sao? À, rồi, anh hiểu rồi. Rồi. Dạ, bước xíu Ly về liền. Dạ, em cảm ơn chị. Chị, đây em có 600 ngàn. Em gửi chị cho Ly 500. Còn 100 ngàn này coi như là em gửi tiền điện thoại chị. Thôi, gặp giúp em. Hay chị cầm đi. Điện thoại có nhiêu đâu nè, em cầm đi. Dạ, vì biết sao không? Bởi vì em biết á, Ly á, có mẹ bệnh dưới quê. Em đưa tiền trực tiếp chứ Ly không có nhận. Thôi thì chị cầm em 500 gửi với Ly giúp em. Còn 100 ngàn này coi như là em gửi chị tiền điện thoại chứ chị bán cà phê thì lời lỗ bao nhiêu. Thôi, 500 gửi cho Ly á thì chị giữ chứ còn tiền điện thoại chị không lấy đâu. Nè, em giữ đi. Thôi được rồi, vậy chị làm em ly cà phê đá đi. Ha. Ờ, vậy cũng được. Vậy em vô ngoài chờ chị xíu nha. Dạ. Em mới về. À, mình đi luôn em. Đi luôn hả? Ờ, đi về luôn. Chị ơi, em đi tí xíu, về liền nha. Ừ, em đi. Mà nhớ về nhanh nha. Dạ. Chị em đi luôn chị. Ừ. Chờ em lâu lắm rồi. Tôi cũng đâu có nghĩ ngợi xa xôi gì đâu. Cứ nghĩ là người ta muốn giúp đỡ Ly nhưng mà ngại, cho nên mới nhờ tôi. Và chiều hôm đó tôi không thấy Ly quay trở lại để làm. Gọi điện thoại thì tắt máy, nó không có nghe. Một lát sau á, trong lúc mà tôi đang dọn dẹp thì... Mai má! Ủa? Bữa sáng hai bà cháu lên mà không nói để má ra đón. Hôm nay con được nghỉ học. À, để má mấy con nó lo chạy bỏ má luôn à. Dạ, má vô ngồi nghỉ đi má. Mày ngồi ngoài. Ở nhà nó cứ đòi lên Thanh bay. Thứ hai nó nghỉ học nè. Dạ. Nên á, má mới dẫn nó lên á. Con nhớ má quá trời luôn á. Thì má cũng nhớ con với ngoại nè. Mà tại vì hai vợ chồng con á cũng tính là cuối tháng này đón hai bà cháu lên đây chơi nè. Ôi, cứ nặng nặng rồi đi hả? Dạ, má ngồi đây nha. Để con đi lấy nước cho má uống nha. Dạ. Bà chờ má nha. Dạ. Cũng mệt không ngoại? Nhỏ này, mệt sao không mệt? Chà, chỗ này rộng rãi á. Chắc mắc tiền lắm hả con hả? Dạ. Má uống nước đi má. Uống nước đi con. Dạ. Chào chị. Ủa, dạ chào anh. Cho tôi hỏi chị có phải là Nguyễn Thị Như? Dạ phải, mà có chuyện gì không anh? Chúng tôi nghi ngờ chị có hành vi môi giới và chứa chấp gái mại dâm. Má, anh có nhận tôi với anh hay không? Chứ tôi chỉ mở quán cà phê cốc thôi, chứ tôi đâu có môi giới mại dâm gì đâu. Dạ, anh, tôi mời chị về phường để giải quyết. Cái gì vậy con? À, con cũng không biết gì hết má. Mời chị về công an phường để làm việc. Má, chú đừng có bắt má con. Má, má.
bị cáo Nguyễn Thị Như. Bị cáo cho biết rõ mối quan hệ của bị cáo với chị Trần Hương Ly. Dạ thưa hội đồng xét xử, bị cáo có mở một quán cà phê cóc, vì thiếu người phụ việc cho nên mới nhận Ly vô làm nhân viên. Vậy tại sao bị cáo lại có hành động môi giới bán dâm giữa nhân viên của mình với lại khách hàng? Dạ, dạ thưa hội đồng xét xử, thật sự đó là bị cáo không có biết Ly là gái mại dâm. Chỉ vì thấy Ly có hoàn cảnh khó khăn cho nên bị cáo mới nhận vô làm. Bữa đó có một người đàn ông tự xưng là Khánh, bạn của Ly, có đưa cho bị cáo 600 ngàn, trong đó 500 ngàn là nhờ đưa cho Ly, còn 100 ngàn là tiền cảm ơn. Anh ta lấy cớ là ngại cho nên là nhờ bị cáo đưa cho Ly giùm. Bị cáo là dân quê thiếu hiểu biết nên đâu có ngờ hành động đó là tiếp tay cho việc bán dâm đâu. Bị cáo có thể lấy lý do mình không hiểu biết để bào chữa. Tuy nhiên, việc tiếp nhận lao động một cách dễ dàng, không có giấy tờ tùy thân, chính là hành vi tiếp tay cho tệ nạn. Bị cáo nghĩ đến hậu quả khi nhân viên của mình xấu sẽ trộm cắp tài sản, thậm chí còn đe dọa đến tính mạng, chỉ vì sự cả tin tuyển lao động mà không rõ nhân thân hay không? Mời vị đại diện viện kiểm sát. Kính thưa hội đồng xét xử, sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án và phiên tòa diễn ra công khai ngày hôm nay, viện kiểm sát xét thấy hành vi của bị cáo Nguyễn Thị Như là tội môi giới mại dâm. Đây là hành vi trái pháp luật, gây ảnh hưởng xấu đến xã hội nên cần có biện pháp nghiêm khắc để răn đe, cảnh tỉnh, phòng ngừa chung. Căn cứ vào điều 328 Bộ luật hình sự, viện kiểm sát đề nghị mức án 3 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Thị Như về tội môi giới mại dâm. Mời vị đại diện viện kiểm sát ngồi xuống. Mời anh Lê Văn Hớn là chồng của bị cáo đứng lên trả lời câu hỏi của đồng xét xử. Anh có biết việc nhân viên phụ quán của vợ mình là gái bán dâm hay không? Thưa hội đồng xét xử, tôi đi làm suốt nên có đề nghị vợ mình tuyển thêm người phụ quán cà phê. Nghe vợ tôi nói Ly cũng hiền lành, có gia cảnh khó khăn nên cũng quý. Nhưng mà tôi không có ngờ là cô ta lợi dụng vô điều đó để làm việc phạm pháp. Chứ nếu mà biết như vậy, chắc chắn là vợ chồng tôi sẽ không tuyển người đó vô. Vậy anh có ý kiến gì về bản cáo trạng và luận tội dành cho bị cáo hay không? Thưa hội đồng xét xử, tôi mong hội đồng xét xử xem xét lại bản án. Vợ chồng tôi không biết chuyện đó nên nó mới xảy ra cái sự như vậy. Chỉ vì thương người, phần gì cả tin, lại thiếu hiểu biết. Chứ vợ chồng tôi trước giờ vẫn nghèo, nhưng mà chưa từng làm những chuyện phạm pháp. Mời anh ngồi xuống. Bị cáo Nguyễn Thị Như, bị cáo được phép nói lời sau cùng trước khi hội đồng xét xử vào nghị án. Thưa hội đồng xét xử, nếu mà tôi có phạm tội á, là phạm tội vì quá tình người và tuyển lao động không có giấy tờ tùy thân. Chứ tôi không có phạm tội hành vi mua bán dâm đâu. Kính mong hội đồng xét xử xem xét lại. Mời mọi người đứng lên nghe tòa tuyên án. Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án được thẩm tra công khai tại phiên tòa hôm nay, hội đồng xét xử xét thấy hành vi của bị cáo Nguyễn Thị Như là môi giới mại dâm. Cụ thể là sau khi nhận được số tiền 600 ngàn của một người đàn ông, bị cáo đã gọi nhân viên của mình và nhận số tiền 100 ngàn đồng hoa hồng. Đây là hành vi coi thường pháp luật, đi trái với thuần phong mỹ tục nên cần xử lý nghiêm.
Tuy nhiên, xét thấy bị cáo vốn học ít, phạm tội lần đầu, tích cực phối hợp điều tra và chưa gây lên hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Căn cứ vào điều 328 Bộ luật hình sự, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Như 15 tháng tù vì thời gian tạm giam bằng thời gian tuyên án, nên hội đồng xét xử quyết định trả tự do cho bị cáo ngay tại tòa. Thay mặt hội đồng xét xử, tôi tuyên bố kết thúc phiên tòa. Phía sau những giọt lệ rơi là những ân hận. Phía sau những giọt lệ rơi là ban an tháng năm dài. Mình đi về. Mình đi đi. Dạ, về em nhớ con. Đi. Dấu chân in hàng năm tháng. Cứ nghĩ là tai họa qua hết rồi, được về đoàn tụ với chồng, với con, để bù đắp cho nó những ngày mà thiếu thốn tình thương của má. Nhưng mà đâu có ngờ. Con gái ơi, má về nè con. Gái ơi. Gái ơi, má về nè con. Mẹ con. Má nhớ con lắm á. Con nhớ má lắm. Nè, mà sao nhìn con xanh xao quá vậy? Hả? Con có bị gì không? Dạ, con đâu bị gì đâu má. À, em vô rửa mặt đi. Con nó lo lắng cho em quá, anh già nó vậy đó. À con, bà ngoại đâu? Bà ngoại đi bán vé số rồi ba. À con đưa má vô nhà rửa mặt đi nha. Hai cha con giấu tôi chuyện gì đúng không? Dạ không có má. Con giấu má gì hết á. Con nói thiệt với má đi. Con bị cái gì? Hả? Con đâu bị gì đâu má. Bỏ tao ra má coi. Con có bị gì mà má, con nói con không sao mà. Con xin lỗi má. Con xin lỗi má bà. Con có bầu đúng không? Con xin lỗi má. Đúng không? Em gọi đi. Con nhỏ đã vậy rồi còn đánh nó nữa. Trời ơi. Con xin lỗi má mà má ơi. Má ơi. Rồi bây giờ em và cháu sao rồi chị? Cũng khổ lắm cô à. Giận con thì một, thương nó mười. Con bé nó còn nhỏ dại, không biết gì, nên lúc nó có bầu nó không có biết giữ. Rồi sau đó thì sanh non. Thằng bé nó yếu, quấy khóc tối ngày. Hôm trước gia đình tôi có đưa nó đi khám bác sĩ. Bác sĩ nói cháu nó bị bệnh tim. Sao mà bao nhiêu cái khổ cứ dồn xuống đầu nhà tôi vậy không biết nữa. Hồi sáng á, có bao nhiêu tiền thì gom hết cho cháu nó đi viện rồi. Cái nhà trọ này á, là chỗ để cho hai ông bà già với lại hai đứa nhỏ. Nhiều lúc cũng mệt mỏi lắm. Nhưng mà thấy cháu nó khôn lớn từng ngày cho nên cũng cảm thấy được khuây khỏa. Bây giờ chỉ mong là cháu nó mau hết bệnh thôi. Tâm nguyện của chị bây giờ cũng chỉ có như vậy thôi à. Em xin chia sẻ cùng gia đình chị. Nhưng mà anh chị phải mạnh mẽ lên để còn làm chỗ dựa tinh thần cho con và cháu mình nữa. Cảm ơn em. Gặp gỡ và nghe chị Như kể lại tấm bi kịch của gia đình chị khiến tôi không khỏi xót xa và thương cảm. Vốn là một người lương thiện, chân chất, chỉ vì phút thiếu hiểu biết
cũng như quá tin người mà chị đã tự đẩy bản thân và đau đớn hơn nữa là cả gia đình mình đến một chuỗi những bi kịch. Tuy đã được nhận bản án nhân văn của pháp luật, nhưng những hậu quả đau lòng phía sau thì còn dài đằng đẵng. Tôi thiết nghĩ nếu như chị cẩn trọng hơn trong việc tuyển nhân viên, không dễ dàng cầm lấy những đồng tiền bất chính, thì bao tai ương kia đã không giáng xuống. Thì đứa con gái đã không sa ngã vì thiếu đi sự quan tâm của cha mẹ, và đứa cháu tội nghiệp cũng không mang căn bệnh tim quái ác. Dường như cái giá phải trả quá đắt cho những điều tưởng chừng nhỏ nhặt, để rồi khi nhìn lại chính bản thân mình lại phải thốt lên giá như thì đã quá muộn màng. Thưa ba má, như con cũng trình bày với ba má từ trước đó, con mong là ba má chấp thuận cho hai đứa con được đến với nhau. Nó cũng có một đời chồng rồi, chứ có phải còn con gái đâu mà chấp nhận. Má không có đồng ý. Má, dù sao con cũng có một đời vợ rồi mà má. Ba má làm ơn á, suy nghĩ thoáng một chút giùm con đi ba má. Dạ, con mong hai bác chấp thuận cho tụi con. Con với anh Quang Thiên thương nhau thiệt lòng, vì cả hai cũng từng có gia đình rồi nên tụi con cũng không muốn rình rang, chỉ làm mâm cơm ra mắt là được. Con mong hai bác hiểu và thương tụi con. Quang nè. Dạ. Ba má không có chịu. Còn nếu như cái chuyện cưới á, có con trai thì rồi tính. Ba, ba, má ơi, má thương con đi má. Dù sao á, con thấy má làm việc nhà mình cũng vất vả. Hay là bây giờ á, má để cho Linh về nhà sống chung với mình đi má. Có gì á, Linh phụ má một tay nha. Nha má. Dạ, con xin phép bác cho con về đây ở, để con phụ việc nhà với bác nha. Đi má. Mày muốn làm gì phải làm đi. Em đừng có lo. Ngày mai em dọn qua đây sống luôn đi. Ba má nói vậy thôi á, chắc ba má đồng ý rồi đó. Nhưng mà như vậy có được không anh? Em yên tâm đi, tính ba má anh hiểu. Dù sao á, anh cũng là một thằng con trai độc nhất. Ba má mà không đồng ý phải không, anh dọn ra ngoài anh sống riêng với em luôn. Lúc đó ổng bả ra ngoài á, năn nỉ văn xin anh về nữa. Rồi, đừng lo nha, mai dọn qua nha. Chào em. Đang lau nhà hả bà xã? Đang lau nhà mà. Thì em lau đi, chứ anh có dành lau với em đâu mà em nói. Thì anh thấy em đang lau nhà, ít nhất á anh cũng phải bỏ đôi giày ở ngoài chứ. Lau nhà cũng cực, cũng vất vả lắm chứ bộ. Bây giờ sao? Có cái việc lau nhà không em làm nổi không? Trước giờ không có em á, một mình má vẫn làm mà. Má có kêu ca hề hà gì đâu. Mà bây giờ em nói, trong khi đó là chúng mình thống nhất với nhau á, là về nhà này em phụ má làm việc nhà. Bây giờ em sao? Nói vậy chẳng khác nào tôi là con ở trong cái nhà này hả? Đúng rồi đó. Con nghĩ coi, có được ăn được ở trong cái nhà này, rồi cô còn được con trai tôi đi làm về nuôi cô nữa, có con ở nào mà sướng như cô không? Thôi má, không có gì đâu má. Nè, tôi nói cho cô biết nha, tôi thương con trai của tôi á, cho nên tôi mới cho cô về ở chung với cái nhà này. Trời đất ơi, nó đi làm về cũng mệt mỏi lắm chứ bộ. Cô nó mà càm ràm lên lớp nó,
Con tưởng tôi là ai hả? Là ở nhà có một chút hả? À? Má, tối mệt lắm hả? Tối mà má đừng la má, không có gì đâu. Còn chị nói anh á, đi làm về thấy con đang lau nhà thì có ý một chút, tháo đôi giày ra. Con có nói gì sai đâu. Má, mày thấy chưa? Vừa lòng mày chưa? Đó, bây giờ nó về nó cãi xong xỏng á. Nè, nói cho cô biết nha, cô đừng có tưởng á là con cho cô về để ở ha, là tôi chấp nhận cô là con dâu của tôi nha. Cảm ơn. Nói câu nào hả là trả lời câu đó hả? Cậu leo lên đầu tôi con ngồi luôn đi. Ôi trời ơi, em yêu một tiếng được không? Ở nhà này nè, có việc gì mà con không làm đâu. Vừa làm vừa phải nghe la lối nữa. Mà có bao giờ con dám nói lại đâu, con dám cãi lại bác đâu. Thôi anh nói em im đi, có gì vô phòng lát anh em nói chuyện. Nè má nó không đúng sao em cãi? Không có đi đâu hết á. Cái con này bây giờ nó quá đáng lắm rồi. Nè bây giờ má không có chấp nhận nó ở trong cái nhà này nữa nha. Nè con im đi, cái loại vô học với nó đó mà má nó không biết dạy nó thì dạy đây để má dạy nó. Thôi nữa bác nói con sao cũng được, không được nói gia đình con như vậy. Mua cái coi con này khủng má vậy. Con về đây ở cũng vì con thương anh Quang. Con biết á là bác không coi con ra gì. Con không đi làm kiếm ra tiền, nhưng mà việc gì ở cái nhà này mà con không làm hả? Im đi, nói hoài vô học đi đó, anh nói chuyện với em sao? Không có gì đâu hết á. Thấy chưa, mày thấy chưa, mày sáng mắt mày ra chưa? Đó, 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 mày thấy chưa, tao nói một câu á nó cãi tao xong xong một câu. Nói chung là tao không có cho nó ở trong cái nhà này nữa. Đi ra. Mày mà binh vực đó hả, tao tư mày luôn. Im đi thôi. Cái nhà này á không có chứa chấp cái loại đàn bà hư hỏng như cô. Mau vô dọn đồ, cút ra khỏi nhà tôi. Hả? Còn mày nữa, mày muốn sao nữa, ra khỏi nhà tao. Thôi vô nhà này tuyệt tử tuyệt tôn. Còn nếu như cái chuyện cưới á, mỗi con trai đều thích. Được ra đó nữa, lo mày vô dọn đồ đi. Đã vậy á, khóa cái bầu này luôn. Em nói thiệt hả? Em đang có bầu hả em? Con trai hay con gái vậy em? Chưa siêu âm. Đúng siêu âm vậy? Con báo cho cả nhà biết. Gì vậy ngày mai á, anh dẫn em đi siêu âm nha. Ơi, thiệt tình là sao con có bầu mà con không nói cho má biết vậy? Trời ơi, cứ im như vậy á là ôm hết việc trong nhà hả? Nếu mà đã có bầu rồi á thì coi như con cháu của nhà này họ ở lại đây đi. Anh nè, nghe má nói nè, từ đây sắp tới á là má cấm không có được đụng cái gì trong cái nhà này nữa chứ. Mọi việc trong nhà để yên cho má, nghe không? Thằng Quang nữa. Dạ. Không có được làm cho nó buồn, nghe không? Dạ con biết rồi má. Mà thôi lau nhà đi, lau nhà phụ vợ dạ, đi. Dạ dạ dạ. Con đi vô nghỉ ngơi. Đi vô nghỉ ngơi. Ê ê ê. Trời ơi. Má đã dặn rồi, cái chuyện nhà để cho má làm. Nghe không? Không có được làm gì hết á. Đi vô trong nghỉ ngơi. Nghe lời má, đi vô liền. Con làm có chút xíu rồi mà. Không có làm gì hết á, bước vô phòng nghỉ ngơi cho tôi. Dạ. Nè, đi từ từ đó. Dạ. Linh à. Dạ. Trời má ơi, sao đóng cửa chi để ngợp vậy con? Dạ. Ừ, ngồi xuống, ngồi xuống. Dạ. Cẩn thận á. Nè, uống sữa đi nè. Dạ. À. Hả? Bị cái gì vậy con? Dạ, thằng cu tí nó đạp con đó bác. Bác hoài à.
Từ ngày đi siêu âm về, biết con trai á là má đã kêu đổi cách xưng hô rồi mà cứ bác hoài à. Con ạ, con xin lỗi má, con quên. Không có quên nữa nha. Dạ. Thôi, uống sữa đi, cho nó khỏe. Cháu nội đứa tôm á, chắc nó đói rồi đó. À, má ơi, vài bữa nữa con sanh em bé rồi. Con tính xin phép má cho con về bên ngoại để thăm ông bà ngoại. Không có được, về bên đó ai mà chăm. Dạ, má yên tâm nha má. Ở bên nhà có ông bà ngoại, rồi có thêm dì ba của nó nữa mà. Rồi khi nào đi, rồi ai chở đi? Dạ, nếu má cho phép con á, thì sáng sớm ngày mai con kêu bé ba qua đón con. Thôi thôi thôi, bé ba nó qua đón đi xe máy nguy hiểm lắm. Con muốn đi á thì đón taxi mà đi. Dạ. Thôi uống hết sữa đi, rồi chuẩn bị đồ đạc. Mà có cần má phụ gì không? Dạ không má, con soạn có mấy bộ đồ à. Thôi vậy cũng được. Thôi uống hết sữa đi rồi nghỉ ngơi sớm. Dạ. Trời ơi, giờ phải làm sao? Làm sao để mình không bị lộ đây? Theo như lịch khám giả thì hơn 10 ngày nữa là mình sanh rồi. Alo. Em à? Ủa, em khỏe không? Sao nghe cái giọng của em kỳ kỳ quá vậy? Em đâu có sao đâu. Chắc tại mới đi khám về nên là em hơi mệt một chút. Em đi khám rồi, con mình khỏe không em? Bác sĩ nói sao? Dạ, con khỏe anh, khỏe lắm. Anh yên tâm nha. Dạ yên tâm rồi. Thôi, em nghỉ ngơi sớm đi. Rồi có gì mai anh xuống đón nha. Dạ anh, em mới chơi với nhà có mấy ngày rồi. Hay là anh để cho em chơi vài bữa nữa nha. Thôi vậy cũng được. Nhưng mà em nhớ đi đứng cẩn thận giùm anh nha. Dạ em biết rồi. Còn nếu như cái chuyện cưới á, con còn chạy đi rồi tính. Nói chung là tao không có cho nó ở trong cái nhà này nữa. Mày mà binh vực đó hả, tao tư mày luôn. Con mau vô dọn đồ, con ra khỏi nhà tôi. Mình không thể mất anh Quang được. Bằng mọi giá, mình không thể mất anh ấy được. Bị cáo Nguyễn Thùy Linh, tại sao bị cáo lại có hành vi bắt cóc trẻ sơ sinh? Dạ kính thưa hội đồng xét xử, vì bị cáo trót lừa gia đình anh Quang là mình đã có bầu. Bị cáo lo lắng, sợ sự thật bị bại lộ, nên bị cáo mới làm như vậy.
Tại sao bị cáo lại phải nói dối, phải làm giả bụng màu? Dạ kính thưa hội đồng xét xử, vì bị cáo rất thương anh Quang, bị cáo xem ảnh như là chỗ dựa của bị cáo, nhưng chính gia đình anh ấy lại ngăn cản chuyện tình cảm. Tuy bị cáo được cho về sống chung, bị cáo làm tất cả mọi việc chẳng khác gì ở đợn, nhưng luôn bị ba má ảnh trách móc, chỉ chiết. Thậm chí bị cáo còn bị đuổi ra khỏi nhà vì từng nghe ba của anh Quang nói nếu sanh được con trai thì sẽ cho cưới, nên bị cáo mới phải nói dối. Bị cáo đang muốn có con, sao bị cáo lại bắt cóc con của người khác? Bị cáo có nghĩ tới ba mẹ, gia đình của cháu bé sẽ như thế nào không? Bị cáo có biết rằng bắt cóc trẻ em là phạm tội hình sự hay không? Bị cáo chỉ vì muốn đạt được mục đích của mình mà bất chấp đến sự an toàn của cháu bé. Cũng may là cháu bé được cơ quan chức năng giải cứu đưa về với cha mẹ ruột kịp thời. Nếu không, hậu quả sẽ không thể nào lường được. Dạ, bị cáo rất hối hận. Bị cáo suy nghĩ không chín chắn. Lúc đó chỉ mong tìm được cách để đối phó với gia đình anh Quang mà không suy nghĩ được nhiều. Bị cáo rất hối hận. Thưa hội đồng xét xử, mời vị đại diện viện kiểm sát. Kính thưa hội đồng xét xử, sau khi xem xét toàn bộ diễn biến vụ án và phiên tòa xét xử công khai ngày hôm nay, viện kiểm sát xét thấy hành vi của bị cáo Nguyễn Thùy Linh đối với bị hại Trần Thanh Liêm là chiếm đoạt người dưới 16 tuổi. Đây là hành vi rất nguy hiểm và coi thường pháp luật. Bị cáo lấy lý do cần phải có con để qua mặt gia đình người yêu nên đã làm một bụng bầu giả. Đến ngày sinh nở, sợ sự thật bị lỡ vỡ nên bị cáo đã tiến hành bắt cóc cháu Liêm. Tuy sự việc chưa quá nghiêm trọng, cháu bé đã được giải cứu và trao trả lại cho cha mẹ ruột, nhưng hành vi của bị cáo cần được xử lý nghiêm để làm gương cho xã hội. Căn cứ vào điều 153 Bộ luật hình sự, viện kiểm sát đề nghị mức án 5 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Thùy Linh về tội chiếm đoạt người dưới 16 tuổi. Mời đại diện viện kiểm sát ngồi xuống. Mời anh Trần Đình Quân là đại diện hợp pháp của bị hại đứng lên trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử. Anh có ý kiến gì về bản cáo trạng và luận tội của viện kiểm sát dành cho bị cáo hay không? Dạ thưa hội đồng xét xử, cũng may á, là con tôi không bị gì. Chị Linh á, thì cũng đã xin lỗi gia đình chúng tôi. Cũng mong hội đồng xét xử giảm nhẹ án cho chị Linh. Mời anh ngồi xuống. Mời anh Nguyễn Thanh Quang đứng lên trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử. Anh và bị cáo Linh tuy chưa kết hôn nhưng vẫn chung sống với nhau như vợ chồng. Tại sao vợ anh mang thai giả mà anh không hề hay biết? Dạ kính thưa hội đồng xét xử, từ lúc mà Linh báo tin mang bầu là Linh đã xa lánh, không muốn tôi gần gũi Linh. Một phần vì tôi quá tin tưởng Linh, một phần vì không nghĩ là cái chuyện này mà Linh có thể bịa đặt ra được, nên tôi không có nghi ngờ Linh. Vậy có đúng trước và sau khi bị cáo nói mình mang bầu thì gia đình anh đối xử với bị cáo tốt hơn không? Dạ đúng thưa đồng xét xử, ba má tôi rất là vui khi biết Linh mang bầu cháu trai. Lúc đó ba má tôi còn tính đến chuyện đám cưới cho hai đứa tôi, nhưng mà không ngờ. Mời anh ngồi xuống. Bị cáo Linh, bị cáo được phép nói lời sau cùng trước khi hội đồng xét xử vào nghị án. Dạ kính thưa hội đồng xét xử, bị cáo rất ân hận vì hành động của mình. Bị cáo thành thật xin lỗi gia đình anh Quân. Cũng may là bé Liêm không sao, chứ nếu có chuyện gì
bị cáo ân hận suốt đời. Bây giờ hội đồng xét xử vào nghị án, giao bị cáo lại cho lực lượng công an quản lý. Mời mọi người đứng lên nghe tòa tuyên án. Sau khi xem xét toàn bộ diễn biến của vụ án và phiên tòa diễn ra công khai ngày hôm nay, hội đồng xét xử xét thấy hành vi của bị cáo Nguyễn Thùy Linh đối với bị hại Trần Thanh Liêm là chiếm đoạt người dưới 16 tuổi. Bị cáo đã làm giả bụng bầu để đối phó với gia đình anh Quang. Gần đến ngày sinh nợ nên đã nghĩ cách bắt cóc cháu Liêm để qua mắt gia đình mà không hề lường trước được hậu quả. Tuy cháu bé đã được trao trả cho gia đình, nhưng hành vi của bị cáo Linh là vô cùng nguy hiểm, cần được xử lý nghiêm. Nhưng sau khi bị bắt, bị cáo cũng đã ăn năn, hối cải, thành khẩn khai báo, căn cứ vào các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ. Căn cứ vào điều 153 Bộ Luật Hình Sự, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thùy Linh 5 năm tù về tội chiếm đoạt người dưới 16 tuổi. Thay mặt hội đồng xét xử, tôi tuyên bố kết thúc phiên tòa. Với tội danh của mình, tôi không biết nên thương hay nên trách bị cáo Linh. Vì tình yêu và vì những áp lực từ phía gia đình người yêu khiến cô tự biến mình thành tội phạm. Tuy cô không muốn gây ra tổn thương nào cho cháu Liêm, nhưng quả thực hành vi tước đoạt quyền được sống bên cha mẹ đẻ của bé là sai lầm, ích kỷ và nguy hiểm. Cũng may sự việc đáng tiếc không xảy ra, cháu bé đã được trao trả lại cho gia đình. Nhưng hạnh phúc, hy vọng về một gia đình bên người Linh yêu cũng đã chấm hết. Nhưng nếu như gia đình Quang biết cảm thông hơn cho đôi trẻ, không quá nặng nề bởi những định kiến, thì thực sự kết cục đâu bi đát đến giường này. Trách Linh một thì tôi trách ba mẹ của Quang tới 10. Cũng chỉ vì can thiệp quá sâu vào cuộc sống của con cái mà rồi cái giá phải trả thực sự quá đắng cay.